Chúc mừng anh cùng đồng đội đã vô địch thế giới Liên minh Huyền Thoại. Vậy anh muốn skin vinh danh chức vô địch thế nào? Tôi có thể chọn hình ảnh waifu của mình được không? Được. Anh chọn ai? Cô ấy. Vậy tiểu thư Elijah là con người như thế nào mà lại có thể làm cho tuyển thủ vô địch thế giới Liên minh Huyền Thoại say đắm như vậy? Mình thực sự rất muốn kể cho các bạn nghe về cuộc đời của Elijah. Mỗi mảnh ký ức về cô trong thế giới Honkai Impact đều là một đóa hoa tráng lệ và kiều diễm. Đó là một câu chuyện dài, có lẽ sẽ dành cho một ngày khác. Thiếu nữ tựa như đóa hoa nở rộ, rực rỡ đầy sức sống. Người người yêu quý cô. Cánh bướm đêm phản chiếu trái tim tinh nghịch của cô. Cô đứng thứ hai trong số 13 anh kiệt, duy trì sự ổn định mong manh giữa họ. Có người đã viết về Elijah như vậy. Đúng vậy, cảm xúc của cô với toàn bộ thập tam anh kiệt là vô cùng chân thành. Cô yêu thích và quan tâm tới tất cả mọi người. Vậy, mọi người sẽ có cảm xúc như thế nào về Elijah? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Elijah qua gia đình thân thiết nhất của cô, thập tam anh kiệt nha. Anh kiệt không mộng, Badophilus. Chị Elijah rất lợi hại. Bắt đầu với anh kiệt thứ 13, nàng mèo đáng yêu với biệt tài chôm chĩa đồ đạc rồi về bán lại cho khổ chủ nha. Điều Badophilus giỏi nhất chính là bỏ chạy. Nhưng khi thành lập thập tam anh kiệt, Elijah vẫn quyết định đưa tiến cử Bado vào đội. Cô đã nhìn thấy được khả năng trinh sát cực đỉnh của Bado. Và đặc biệt Elijah muốn một người có tính cách thú vị như Bado trong nhóm. Điều này nhắc nhở những anh kiệt khác về những cảm xúc vui buồn trước khi trở thành chiến sĩ dung hợp, gánh trọng trách của nhân loại trên vai. Elijah cũng là khách quen của Bado. Tiêu biểu là có lần Elijah đã mua một cái loa ở chỗ Bado với giá 3 bông hoa pha ly. Đi la làng la sớm lên về việc được sờ vào sừng của Raiden May. Có khách hàng vừa hào phóng vừa đáng yêu như vậy, tôi mà là Bado Felix cũng yêu Elijah luôn á. Anh kiệt phù du, hoa. Tôi rất kính trọng Elijah. Hoa đã trải qua thập tử nhất sinh trong sự kiện băng hoại thứ 7. Thậm chí, Hatchet of Flame thức tỉnh lúc đó còn là người rất quan trọng đối với cô. Điều này là lý do khiến cho cô sống khép kín. Cô khá áp lực và lúng túng khi tham gia vào bướm trục hỏa. Nhưng trái với tư tưởng của Hoa, người chào đón và đặt bài kiểm tra đầu tiên với Hoa lại là Elijah. Sau một thời gian làm quen ngắn đầy thân thiện, Elijah đã ra yêu cầu đầu tiên với thành viên mới. Trước tiên, nói chuyện ăn mặc cái đi. Ăn mặc? Bạn quên à, tháng sau là ngày truyền thống của bướm trục hỏa rồi. Chiến sĩ dung hợp chúng ta không tham gia vũ hội cùng căn cứ. Chúng ta tự tổ chức. Ngươi, hãy đón chờ nha. Nhớ là phải trang điểm đẹp, kết giao nhiều bạn bè vào. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên khi bạn gia nhập. Đội viên Hoa, hãy thực hiện nghiêm túc, vì tôi cũng là người đánh giá kết quả sát hạch đó. Đó chính là những ấn tượng đầu tiên của Hoa về lãnh tụ thứ hai của thập tam anh kiệt. Tinh quái, đáng yêu nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Anh kiệt trời sao, Grisel. Em không biết. Grisel là người nhỏ tuổi nhất trong thập tam anh kiệt. Vì em trở thành chiến sĩ dung hợp được xem như là một canh bạc để duy trì sự sống. Cho dù vậy, tâm trí của Grisel vẫn rất ngây thơ, như là một trang giấy trắng. Vậy nên Elijah rất thích chơi với em mỗi khi gặp mặt. Grisel thích vẽ tranh và tặng tranh cho tất cả những người em gặp. Những bức tranh này thường phản ánh nội tâm của người được tặng. Vì thế, những người được Grisel tặng tranh đều tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng Elijah thì lại khác. Tranh của Elijah khi Grisel vẽ ra chỉ là một khoảng trắng. Chính Grisel cũng không hiểu rõ về việc này. Có thể là do Elijah chưa từng che giấu suy nghĩ của mình trước Grisel. Cũng có thể Grisel không thể đi vào hay nhìn thấy được nội tâm của Elijah như những người em từng gặp. Anh kiệt hút quang, Cosma. Elijah là tiền bối đáng tin. Cosma có vẻ ngoài là một chàng trai ít nói, nhưng lại có máu liều rất ghê gớm, lại thích hành động theo chủ nghĩa siêu anh hùng. Chính vì sự việc anh chui vào lốc xoáy của lục giả thứ tư, ôm theo cả một bao lựu đạn để tấn công lục giả đã làm cho bướm trục hỏa để mắt tới anh. Và tất nhiên, Elijah cũng nhìn trúng chàng trai thú vị này. Sau đó, Cosma trở thành chiến sĩ dung hợp. Thú Honkai dung hợp với anh chàng là Vinshu, giống thú dung hợp với Elijah, đều là cấp mạt pháp. Thực lực của Cosma cũng rất đáng nể. Từ đó, cả hai cùng nghiên cứu một hệ thống để đánh giá và xếp hạng sức mạnh của các anh kiệt sau này. Anh kiệt Setsuna, Sakura. Elijah rất cá tính, tôi không có lý do để hoài nghi cô ấy. Sakura chính là thành viên thứ tư trở thành chiến sĩ dung hợp, còn Elijah lại là người thứ hai. Vậy nên cô và Elijah đã quen thân từ lâu, quan hệ cũng rất tốt. Elijah khi bắt cặp cùng Sakura thì được gọi là tổ hợp song tử vô cùng nổi tiếng. Lý do của việc này là cả Ellie và Sakura
đều có tóc hồng, tai nhọn, vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, đồng thời cũng là nhân vật của nhiều lời đồn trong tổ chức. Nhưng khác với Elisa, Sakura là người phân biệt rõ ràng công việc và cuộc sống, nên đôi khi sẽ tạo cho người khác cảm giác xa cách. Nhưng Ellie vẫn là người đặc biệt với Sakura. Cô là người hiếm hoi có thể áp mặt lên ngực Sakura, có thể nghe được âm nhạc trên chiếc headphone Sakura luôn đeo. Cả hai người đều rất giống nhau, đều thích nghe nhạc Eden hát. Anh Kiệt Thiên Tuệ, Su. Elisa giành được sự cảm phục của tôi. Su, từ một bác sĩ, anh đã trở thành chiến sĩ dung hợp loại cảm nhận tinh thần. Anh là người đã sống sót qua nhiều tai họa của thế giới, thấu hiểu thế giới này ở mức độ hơn người và cũng đã chứng kiến quyết định quan trọng của Elisa sau khi lục giả thứ 12 bị đánh bại. Anh hiểu rằng sự hy sinh của Elisa đã giúp cho nhân loại không đi vào đường tự hủy diệt. Sau đó, Su trở thành người quan sát các thế giới song song, với mục đích tìm được một thế giới đã đánh bại Honkai. Su đã không thành công. Nhân quả và anh đã sớm thành vô thường, khó có việc gì có thể làm anh lay động. Nhưng trong hàng nghìn vạn thế giới đó, anh vẫn luôn nhìn thấy Elisa. Kết thúc của cô vẫn bi thương như vậy, đơn giản vì cô chưa bao giờ có lựa chọn khác đi. Giống như tình yêu Elisa dành cho nhân loại chưa bao giờ thay đổi. Đây chính là lý do mà cô gái Elisa giành được sự cảm phục của Su. Anh Kiệt được ca tụng là Phật này. Anh Kiệt ác liệt, Kalpas. Với ta, cô ấy đáng tin. Nhờ thể chất đặc biệt, Kalpas đã là một đối thủ đáng gờm ngay khi còn chưa trở thành chiến sĩ dung hợp. Khi đó, Kalpas đã giao chiến với anh Kiệt Sakura, một người nổi tiếng với tốc độ ra đòn cực kỳ chớp nhoáng và thậm chí còn làm cô bị thương. Chính việc này đã khiến cho Kalpas bị giam cầm trong một nhà tù có tên là Vùng Sâu Thẳm. Có thể gọi đây là nhà tù có mức an ninh cao nhất của Tiền Văn Minh, nhưng như vậy vẫn không thể làm khó được anh. Cô gái tóc hồng Elisa đã tìm được Kalpas. Sau vài phút nói chuyện, Elisa thậm chí còn chọc được cho anh cười, nhưng cô thể hiện mục đích của mình ngay sau đó. Kalpas, ngoài tôi ra, không ai có thể cho cậu rời khỏi đây. Mà tôi cũng chuẩn bị làm như vậy. Cậu không nên bị nhốt ở đây, tan biến cùng những bí mật đen tối đó. Cho dù có chết, cũng nên chết trên chiến trường đối kháng Honkai. Vậy cái giá phải trả là gì? Sau đó Elisa im lặng. Rất lâu sau cô mới cho Kalpas câu trả lời. Ta sẽ cho cậu một trận chiến không bao giờ kết thúc. Và cứ như vậy, Elisa đã bất chấp tất cả những phản đối từ cấp trên, tiến cử và ủng hộ Kalpas trở thành chiến sĩ dung hợp. Và sức chiến đấu của Kalpas sau đó phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Elisa cũng đã nhiều lần giao đấu với Kalpas, nhưng trong tất cả những lần đó, ngay cả cơ hội để Kalpas chạm đối phương cũng không có. Nhờ vậy mà Kalpas công nhận thực lực của Elisa, thái độ tôn trọng dành cho cô hơn người khác rất là nhiều. Hơn nữa, có vẻ Elisa cũng vô cùng thấu hiểu Kalpas. Cô còn xuất bản cuốn sách 100 câu hỏi về mặt nạ Kalpas để giúp các thành viên khác dễ dàng giao tiếp với anh chàng tính nóng như kem này. Có một người bạn sẵn sàng đánh nhau với bạn chỉ để hiểu bạn hơn. Quả thật điều đó thú vị và đáng quý phải không nào? Anh Kiệt vô hạn, Mobius. Elisa là cô béo lên rồi. Thiên tài của nhân loại Mobius. Đối với cô, ấn tượng về Elisa là vô cùng sâu sắc. Chỉ có điều, đến chính cả lần đầu gặp mặt, cô cũng không thể nhận ra người đó là Elisa. Đó là khi băng hoại lần thứ hai xảy ra, Mobius vẫn chưa trở thành chiến sĩ dung hợp. Khi cô đang bận bịu với việc nghiên cứu những người lính bị bệnh Honkai, bỗng nhiên có một người lính đến yêu cầu kỳ lạ: thu hồi huy chương của ta. Tại sao? Trước mặt cô là một nhân viên bình thường, mặc đồ bảo hộ toàn thân, không hở một miếng da nào. Vẻ kỳ cục của người này làm cô gái buồn cười. Đeo mặt nạ kín mít như vậy, còn dám tới tự tiện phá đám thí nghiệm của ta. Ngươi là người phòng nào? Người mới hả? Vì chế độ phát huy chương mới, lô cũ đều phải thu hồi. Đây là đổi mới đó. Còn mặt nạ phòng độc, an toàn là trên hết mà. Tiến sĩ. Mobius nheo mắt, đánh giá người lạ trước mặt, không nhìn ra được manh mối gì. Cô đi tìm cái huy chương của mình, rồi nhanh chóng đưa nó cho người lính trước mặt. Người này rời đi nhưng mà chỉ được vài bước, Mobius đã gọi lại. Mobius đã bị giam lỏng ở đây, cô khao khát muốn biết tình hình Honkai thứ hai hiện tại. Người lính nói với cô mọi chuyện ở đây không khả quan, nhưng cũng chỉ tạm thời. Người đó nói có một cô gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, lại mạnh mẽ mới gia nhập bướm trùng hỏa. Nói rằng cô gái đó nhất định giải quyết được Honkai lần này. Mobius vô cùng hiếu kỳ, thậm chí còn hỏi người này đang ở đâu. Người lính chỉ đáp, cô gái đó chắc đang xin huy chương của mình. Thảo phạt luật giả thứ hai cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cô gái, đồng thời nói nhỏ vào tai Mobius. Đừng lo, cô gái đó sẽ sớm tới chiến trường, ta đảm bảo với tiến sĩ. Mobius không bao giờ có thể biết được người mình muốn tìm là ở ngay sau lớp quần áo bảo hộ đó.
Chỉ mấy ngày sau, Elijah đã đem thi thể của luật giả thứ hai về cho Mobius. Từ đó, Mobius luôn dành một sự quan tâm đặc biệt tới cô gái tóc hồng, thậm chí còn làm hẳn một nghiên cứu bí mật về Elijah. Nhưng Elijah còn tinh quái hơn Mobius một bước. Cô lẻn vào phòng Mobius, nhìn sâu qua căn phòng là có thể đoán được mật khẩu máy tính của thiên tài Mobius. Đây có thể gọi là tâm ý tương thông hay không? Mobius, thân mến của ta, quả nhiên ngươi đang điều tra ta. Những ghi chú của Mobius vô cùng chi tiết. Ví dụ như, nhiệt tình với tất cả mọi người, mục đích không rõ, cần chú ý hơn. Cho dù đánh không lại Kevin, nhưng dường như cô ta che giấu thực lực, sẽ căn cứ vào thứ máy để điều chỉnh vị trí vòng chân. Hàng ngày đều thay đổi kiểu tóc, tạm thời chưa thấy quy luật rõ ràng, dường như liên quan tới tâm trạng. Cách dùng từ khá mê hoặc, có thể tham khảo. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng hiểu Mobius quan tâm tới Elijah tới nhường nào. Vẻ bên ngoài, Mobius luôn coi Elijah là thứ phiền nhiễu lắm lời. Nhưng trong thâm tâm thì luôn coi cô là đồng đội quan trọng. Nghĩ lại đến bây giờ, trong tủ của Elijah vẫn còn một chiếc váy hồng mà Mobius gửi đó. Anh kỳ xoắn ốc, View 5. Elijah hả? Ta hứng thú và lưu tâm đó. View 5 về cơ bản cũng là một thiên tài kiệt xuất. Cô quyết tâm sử dụng khả năng công nghệ để điều tra về tổ chức bướm trục hỏa. Chính điều này đã dẫn đến buổi gặp gỡ đầu tiên với Elijah. Vậy, Honkai là gì? Tổ chức tên bướm trùng hỏa đang che giấu những tai họa gì? Cuối cùng, ta cũng tìm được rồi. Các ngươi là người đầu tiên. Bỗng, có một giọng nói tinh nghịch vang lên gần cô. Này, ngươi thật giỏi. Đã điều tra được đến sâu như thế này rồi sao? Động tác của cô gái đột ngột dừng lại. Khi cô phản ứng lại thì đã có một cơ thể rất mềm mại dựa vào lưng cô. Cô cúi đầu, mặc cho cầm đối phương đã đặt lên vai mình. Chưa tới lúc không thể cứu vãn thì cô vẫn còn thời gian để suy nghĩ cách ứng phó. Wow, cảnh tượng này, lần đầu tiên ta được thấy. Ngươi thật can đảm. Vậy thì từ trước đến giờ, người điều tra bướm trùng hỏa là ngươi phải không? View 5. Đúng là cái tên đáng yêu. Ngươi cũng như tên. Đúng vậy, ta thấy được tin nhắn của ngươi rồi. Tìm ngươi mất của ta cả một ngày. Theo như nói trước kia thì ta thắng rồi. Đó chính là buổi gặp mặt đầu tiên của Elijah và View 5. Elijah vẫn vậy, cho dù đây có là cuộc truy bắt tội phạm, cô vẫn luôn quan tâm đến những cô gái đáng yêu. Sau đó, View 5 cũng trở thành chiến sĩ dung hợp, nhưng lại nói dối về khả năng của mình, giỏi đến mức ai cũng tin. Vậy nên khi sự thực vỡ lở, làm cho Mobius tức đến mức đập nát mấy cái bàn. View 5 có thể phân tách tư duy, từ đó tạo ra nhiều nhân cách khác nhau để chuyên tâm thực hiện nhiều lĩnh vực. Nhờ có cách làm việc đặc biệt này, cùng với trí tuệ thiên bẩm của mình, View 5 nhanh chóng đoán biết được thân phận thật sự của Elijah. Đúng là với toàn bộ nhân cách của View 5, Elijah rất đáng để lưu tâm. Anh kiệt giới luật, Aponia. Hình ảnh của cô ấy, ta luôn khắc ghi trong lòng. Với bướm trục hỏa, ngay từ đầu, Aponia đã đến đây với tư cách tội nhân. Cô đến đây là để chịu phán quyết cho tội ác của mình. Aponia đã nhận nuôi và chăm sóc những đứa trẻ vô gia cư bị nhiễm bệnh Honkai. Dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng với cô và bọn trẻ lại đầm ấm và hạnh phúc. Tại chính viện điều dưỡng của Aponia, một đợt băng hoại lớn đã bùng phát. Toàn bộ những đứa trẻ cô nhận nuôi cùng rất nhiều dân cư đã thiệt mạng. Tất cả mọi tội lỗi đó đều đổ xuống đầu của Aponia. Lúc này Aponia cũng hoàn toàn chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Cô đã không còn lý do để lưu luyến thế giới này nữa. Nhưng ngay sau đó, cô gái tên Elijah đã xuất hiện. Cô lại gần, nắm lấy đôi tay Aponia. Nào, nói chuyện với ta đi, Aponia. Tiểu thư Elijah, ngươi không sợ ta sao? Ta là tội nhân. Tội nhân? Nhưng trước mắt ta chỉ là cô gái lòng đầy bi thương. Dù người khác đánh giá ngươi thế nào, ta cũng nhìn thấy ngay, ngươi cơ bản là người lương thiện. Chính nhờ những cử chỉ thân mật như vậy, cùng sự thấu hiểu đặc biệt của mình, Elijah đã khiến Aponia mở lòng với mình. Cô cũng giành được niềm tin để tiếp tục cuộc sống mới. Rất lâu sau, nhiều chuyện đã xảy ra. Aponia đã không còn chìm đắm trong sự tự trách. Lúc này Aponia đã trở thành chiến sĩ dung hợp. Hơn nữa có thể coi như cô đã trở thành chiến sĩ loại cảm nhận tinh thần mạnh nhất. Thậm chí bây giờ, cô còn có khả năng tiên đoán được tương lai. Bây giờ Aponia đã không còn tính toán đúng sai nữa. Cô chỉ muốn bảo vệ được nhiều người hơn, không quan tâm đến tương lai quá khứ của họ. Đôi khi Eden, Elijah, Aponia, ba cô gái xinh đẹp như nữ thần, cùng ngồi lại với nhau, thưởng thức đồ ăn ngon, rượu ngon. Quả thực là cảnh tượng chỉ có trong cổ tích. Đây là khoảng thời gian Aponia trân quý nhất. Cô không dám nghĩ tới việc ngày hôm đó Elijah không có mặt tại bướm trục hỏa. Cô nhất định sẽ đi cùng Elijah cho tới thời khắc cuối cùng.
Với tôi, tất cả là nhờ có Alicia. Anh kiệt cứu thế, Kevin. Alicia, cô ấy đã luôn gánh khổ nạn trên vai. Kevin, trước khi trở thành chiến sĩ dung hợp, anh đã từng trải qua 6 lần băng hoại bùng phát. Thực lực của Kevin cùng với mục đích chiến đấu đặc biệt của anh đã thu hút được sự chú ý của Alicia. Tin đồn về chàng trai gia nhập bướm trục hỏa vì bạn gái, hơn nữa lại có điểm kiểm tra trên cô một bậc. Điều này làm cho Alicia vô cùng tò mò. Nhân cơ hội hôm đó là ngày truyền thống của tổ chức, Alicia đã đóng giả cô hầu gái để thăm dò thanh niên bí ẩn. Cô chỉ dựa vào tên tuổi và suy đoán nhưng lại vô tình tìm được Kevin. Phản xạ của Kevin rất nhanh, chớp mắt đã đón được ly nước Ellie làm rơi, khiến Ellie ngay lập tức biết đây là người mình cần tìm. Kevin lúc này vẫn còn là chàng trai tràn đầy hy vọng và hoài bão. Nét mặt rạng ngời pha chút ngốc nghếch của anh lúc đó làm cho Ellie nhớ mãi không quên. Từ ngày hôm đó, Alicia và Kevin cùng tham gia vào con đường chiến đấu với băng hoại. Những hồi ức đau buồn cũng có, tuyệt vọng cũng có, trải qua nhiều đau khổ. Tâm hồn Kevin cũng đã bị tổn thương không ít. Nhưng vẫn luôn có những người bạn như Alicia, cùng với sự quan tâm, thấu hiểu đặc biệt. Trái tim của Kevin cũng được hưởng những niềm hạnh phúc, cho dù là nhỏ nhoi, nhưng lại là những hồi ức anh vô cùng quý trọng. Trong sinh nhật của Alicia, Kevin đã nói một câu. Đối với tất cả mọi người, Alicia luôn là đồng đội mà mọi người trân trọng nhất. Trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, và sau này vẫn vậy. Và có lẽ chính vì tôn trọng và hiểu được quyết định của Alicia, anh đã tham gia bữa tiệc cuối cùng của cô. Thảo phạt luật giả thứ 13, chỉ để nói với Alicia một câu. Ở đây không có Hester gì cả, chỉ có những anh kiệt. Khi thời khắc cuối cùng của người bạn cận kề, anh cũng không thể kềm chế được cảm xúc mà rơi xuống một giọt nước mắt. Kevin, cuối cùng ta cũng biết, nước mắt của ngươi thật sự đóng băng rồi. Anh kiệt Hoàng Kim, Eden. Chắc các bạn đều thắc mắc tại sao mình lại nói về Eden cuối cùng đúng không? Đây, có thể giải thích việc này bằng một câu. Nếu như Alicia là con người yêu nhân loại nhất, thì Eden chính là con người yêu Alicia nhất. Con người đặc biệt như vậy phải xuất hiện sau cùng chứ đúng không nào? Eden vốn là một đại minh tinh của thời kỳ tiền văn minh. Cô cũng đã quen biết với Alicia và thân thiết với Alicia từ trước khi trở thành chiến sĩ dung hợp. Lần đầu tiên Ellie đến xem Eden biểu diễn, cô đã chuẩn bị để có thể uống rượu cùng Eden tại nhà hàng sau buổi diễn. Nhưng cuối cùng lại bị fan cuồng của Eden dí. Đến tối, hai người cũng có thể chỉ ngồi trên bậc thang của công viên, vừa chịu gió lạnh, vừa thưởng thức chai rượu vang cuối cùng. Trong nhà của Eden, vẫn luôn dành một vị trí cho chai rượu đó. Trong tâm thức của cô, bầu trời sao đêm đó là bầu trời sao đẹp nhất cô từng thấy. Có một lần Alicia nói với Eden, muốn được cưỡi cá voi khổng lồ để bay lượn giữa biển sao ngân hà. Eden chỉ cười dịu dàng, nói rằng việc này cho chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng ai bảo Alicia là người cô yêu quý nhất chứ? Cô vẫn nuông chiều Alicia và nói sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở chiếc tàu ngầm tên cá voi của mình. Hơn nữa, Eden còn nói với Alicia, giống như người nói, chỉ cần tin tưởng nó sẽ xảy ra đúng không? Hôm đó, Alicia cũng đã hứa với Eden. Cô sẽ cùng với Eden đi du lịch khi mọi việc đã kết thúc, Honkai bị đánh bại. Eden suýt mất mạng trong sự kiện luật giả thứ 7 giáng lâm, nhận ra ánh hào quang minh tinh của mình đã cháy rụi trong ngọn lửa của luật giả. Eden chấp nhận gia nhập bướm trục hỏa, thậm chí còn tình nguyện tham gia phẫu thuật để trở thành chiến sĩ dung hợp. Bên cạnh đó, với khối tài sản khổng lồ của mình, Eden đã làm thay đổi cuộc sống của những anh kiệt. Từ khi cô gia nhập, không còn cảnh mười mấy chiến sĩ phải tụ tập trong phòng để ăn mì gói nữa. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, khi Dr. May tổ chức cuộc họp để thông báo về thân phận thực sự của Alicia, Eden cũng đã có mặt. Dưới ánh trăng, cô ở bên Alicia kể lại những điều Alicia muốn biết, nghe câu chuyện của Alicia. Eden biết đây là thời gian cuối cùng hai người ở bên nhau. Cô đã dùng hết sức lực để thực hiện nguyện vọng của Alicia trước đó. Eden, ta chưa từng nghĩ sự sụp đổ nhân tạo đầu tiên của ngươi lại dùng trong trường hợp này. Thật lãng mạn, ta thật sự rất thích. Cảm ơn ngươi, Eden tốt của ta. Đêm hôm đó, Eden đã tiến vào trạng thái sụp đổ nhân tạo, biến thành một con cá voi khổng lồ để Alicia nằm trên lưng. Eden lấy trời làm biển, đuôi khẽ vẫy nhẹ, rồi cùng cô gái tóc hồng biến mất trong bầu trời đầy sao. Vậy là chúng ta đã đi hết câu chuyện về sự xuất hiện của Alicia trong cuộc đời thập tam anh kiệt rồi. Nếu như bạn vẫn muốn biết thêm về cuộc đời của Alicia, hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình trong thời gian sắp tới nhé.